Mưa băng ở Hồ Bắc, cháy rừng ở Quý Châu, lời tiên đoán trong Lưu Bá Ôn bia ký của Lưu Bá Ôn đang trở thành sự thật. Chỉ sau vài tháng đầu năm 2024, nhiều sự kiện thiên tai thảm khốc như động đất tại Tân Cương, cầu gãy ở Quảng Châu, hỏa hoạn tại Nam Kinh và vùng núi Quý Châu đã xảy ra. Nhiều sự cố đau lòng khác xuất hiện tại Trung Quốc cũng liên tục được đăng tải trên Internet. Tuy nhiên, những cảnh tượng này dường như đã được dự báo từ hơn 600 năm trước bởi Lưu Bá Ôn, một vị tướng quân, nhà tiên tri xuất sắc hàng đầu thời nhà Minh được nhiều người biết tới. Vậy, Lưu Bá Ôn đã tiên đoán những gì? Thảm họa năm 2024 chỉ là ngẫu nhiên hay đã được Lưu Bá Ôn dự đoán trước từ lâu? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống khám phá trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Những lời tiên tri mà Lưu Bá Ôn đưa ra luôn được mọi người chú ý và lý do hầu hết đến từ cuốn sách tiên tri của ông. Con người sẽ làm thế nào để biến tai họa thành vận may? Từ thời cổ đại, Trung Quốc có một câu nói luôn được truyền tai nhau, đó là Tam thống thiên hạ, Gia Cát Lượng, nhất thống thiên hạ, Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn tên thật là Lưu Cơ, tự là Bá Ôn, từ nhỏ đã vô cùng thông minh và tài năng. Năm 29 tuổi, ông được thăng làm quan nhất phẩm, sau đó lại trở thành khai quốc công thần của nhà Minh, được Chu Nguyên Chương phong tước thành Ý Bá. Lưu Bá Ôn giỏi phong thủy, kinh dịch. Trong thời kỳ phò tá Chu Nguyên Chương, ông đã để lại ba tác phẩm kinh điển, đó là Thiêu Bính Ca, Bách Chiến Kỳ Lược và Thiên Văn Thư. Trong đó, nội dung Thiêu Bính Ca là một cuộc đối thoại giữa Lưu Bá Ôn và Chu Nguyên Chương, được truyền miệng qua các thế hệ. Năm 1918, Quốc dân đảng đã phát hiện ra một tấm bia đá khi đặt trụ sở tại Nam Kinh, tức Kim Lăng xưa. Khu vực gần tấm bia của một tòa tháp tại đây thường phát ra những âm thanh kỳ lạ, làm cho người dân xung quanh lo lắng. Sau đó, chính phủ đã ra lệnh phá bỏ tấm bia để trấn an lòng dân. Nhưng không ngờ khi hành động này đã vô tình tiết lộ một bí mật lớn. Công trình vừa bị phá vỡ thì đột nhiên xuất hiện một bia đá nổi tiếng ghi chép lại lời tiên tri của Lưu Bá Ôn. Trong đó có nhiều dự báo về những sự kiện lớn của Trung Quốc. Đó cũng chính là văn bia tháp Kim Lăng mà chúng ta biết đến ngày nay. Ngoài ra còn có Lưu Bá Ôn bia ký được người dân phát hiện trong một trận động đất tại Thiểm Tây vào năm 1933. Do ban đầu trong thời kỳ hỗn loạn của quân Việt, tấm văn bia không nhận được sự chú ý thực sự. Chỉ khi phát hiện ra những dự báo liên quan đến đại dịch Covid-19 nổ ra vào năm 2019, Lưu Bá Ôn bia ký mới ngày càng trở nên nổi tiếng hơn. Qua nội dung chúng ta có thể thấy rằng, văn bia không chỉ dự báo về dịch bệnh mà còn dự đoán bối cảnh thế giới cho đến năm 2025. Trong đoạn đầu của văn bia đã đề cập đến đại dịch trong năm 2019 một cách rõ ràng rằng nếu hỏi ôn dịch thời nào hiện, hãy xem từ tháng 9 đến tháng 10. Một câu nói mô tả thời gian xảy ra dịch bệnh sẽ nằm giữa tháng 9 và tháng 10 âm lịch, tương đương với tháng 10 và tháng 11, đúng thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu. Kẻ nghèo 1 vạn, lưu 1.000, kẻ giàu 1 vạn, lưu 23. Điều này chứng tỏ dịch bệnh không phân biệt giàu nghèo, tác động của đại dịch sẽ ảnh hưởng đến cả những người giàu có, thậm chí còn nặng nề hơn. Ngoài ra, Lưu Bá Ôn còn tiên đoán về những tác động nghiêm trọng hơn của dịch bệnh đối với đời sống con người. Vào thời điểm này, nhiều doanh nghiệp gặp phải khủng hoảng khi nền kinh tế phải đối mặt với nguy cơ lớn. Dịch bệnh đã gây ra thiệt hại nặng nề cho cộng đồng và doanh nghiệp. Thông qua bia đá, lời dự báo của Lưu Bá Ôn cũng nhắc đến thời điểm kết thúc dịch bệnh. Đó là vào ngày thứ 13 của tháng 7 âm lịch, thậm chí cả những vị La Hán mạnh mẽ cũng khó mà vượt qua. Nhưng sau ngày 13 tháng 7, dịch bệnh sẽ được kiểm soát. Dự báo của Lưu Bá Ôn đã khiến cộng đồng mạng cảm thấy ngạc nhiên. Không chỉ vậy, trong đoạn bia đá này cũng có những tiên đoán nhất định về năm 2024, cảnh báo rằng mọi người sẽ gặp khó khăn và thời kỳ rắc rối sẽ kéo dài trong cả hai năm rồng và rắn. Cẩn phòng nhân dân nan nan quá, oan quá thiên phiên long xả niên. Nói về hai năm rồng và rắn chính là năm 2024 và 2025 sắp tới của chúng ta. Sau hai năm này thì mọi người mới có thể đã xem là vượt qua khó khăn một cách suôn sẻ và an toàn. Trong thời kỳ khủng hoảng, chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm họa tại Trung Quốc. Đầu năm 2024, khắp nơi tại Trung Quốc đã xảy ra nhiều thảm họa khác nhau,
như mưa lạnh, mưa đá, bão tuyết và thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng lớn đến mọi người. Điều này có thể dẫn đến vấn đề tiềm ẩn về khủng hoảng lương thực do ảnh hưởng đến việc trồng trọt và thu hoạch. Không chỉ vậy, vào ngày 22 tháng 1 năm 2024, một động đất 3,2 độ Richter đã xảy ra tại Tuyền Châu, tỉnh Cam Túc. Chỉ ngày tiếp theo, một trận động đất 7,1 độ Richter đã xảy ra tại Thổ Lỗ Phồn thuộc Tân Cương. Trong vòng một tháng sau đó, nhiều trận động đất đã liên tiếp xảy ra. Vào ngày 22 tháng 2, cây cầu Lịch Tâm Sa ở Quảng Châu đã bị gãy, làm xe cộ và người dân rơi xuống sông, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Mọi thứ đều trùng hợp với quan điểm về tam nguyên cửu vận trong 2 năm rồng rắn này. Năm 2024 là năm cửu ly hỏa vận, nghĩa là mọi người không chỉ dễ cáu gắt, nổi loạn, mà xã hội có thể xảy ra nhiều thảm họa liên quan đến nước và lửa như núi lửa phun trào, chiến tranh, hoạn hoạn, v.v. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2024, một ký túc xá tại huyện Phong Thành, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 13 người thiệt mạng. Ngày 24 tháng 1, tại Tân Dư, tỉnh Giang Tây, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn khiến 39 người thiệt mạng. Ngày hôm sau, tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, một kho hàng đã bốc cháy, diện tích cháy lên đến hơn 400m². Vào lúc nửa đêm ngày 23 tháng 2, một tòa nhà chung cư ở thành phố Nam Kinh đã xảy ra hỏa hoạn do xe điện bốc cháy, khiến 15 người thiệt mạng và 44 người bị thương cùng hàng trăm căn nhà bị thiêu rụi. Các vụ thảm họa liên tiếp khiến người ta vô cùng đau lòng và lo lắng. Trong giai đoạn này, sự xảy ra thường xuyên của hỏa hoạn thực sự đáng lo ngại. Thực tế những điều trên đã được dự báo từ trước. Vì phương Đông thuộc về mộc trong ngũ hành nên đặc biệt dễ xảy ra các thảm họa liên quan. Chẳng hạn vào ngày 10 tháng 2 vừa qua, ở Quý Châu cùng với các khu vực như Vân Nam, Quảng Tây và Sơn Tây đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Trong đó nghiêm trọng nhất là ở Quý Châu. Chỉ trong vòng 12 ngày, từ ngày 10 đến 21, tổng cộng đã xảy ra 221 vụ cháy rừng ở Quý Châu. Và cho đến ngày 22 tháng 2, các vụ cháy rừng ở Quý Châu mới được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa không chỉ thiêu rụi nhiều loài cây rừng, mà còn làm mất đi nhiều loại dược liệu đang có nguy cơ tuyệt chủng. Cuối năm 2023, Trung Quốc vừa công bố kế hoạch tái thiết cho các dược liệu, nhưng vụ cháy lớn đã gây ra nguy hại đối với môi trường, kinh tế, sức khỏe và chính sách của quốc gia này. Hình ảnh những thảm họa đan xen nhau thực sự là một cảnh tượng vô cùng đau lòng. Có lẽ năm 2024 sẽ là một năm đặc biệt không chỉ đối với Trung Quốc mà là trên toàn thế giới. Chúng ta đều đã biết về thời kỳ khó khăn mà bia văn của Lưu Bá Ôn nhắc đến trong năm rồng và năm rắn. Bạn có cảm thấy khó khăn đã bắt đầu xuất hiện hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.